Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đi tô bức tranh con gà nha. Trước mắt các bạn là một bức tranh gà mẹ và gà con. Gà mẹ đang nằm ở tổ và ủ cho những chú gà con vừa mới nở. Mình sẽ tô màu cho gà mẹ trước nhé. Màu mình sẽ để cho gà mẹ màu đỏ. Chú gà mẹ rất là đáng yêu, đang ủ ấm cho bốn chú gà con. Đây là mình đã xong phần màu ở bên trên rồi nha. Mình sẽ tô phần màu ở phần dưới. Rồi mọ mình cho màu vàng nhé. Tiện mình sẽ tô luôn những chú gà con màu vàng vì chú mới nở, vì sẽ là màu vàng hết nha. Chúng là con mình để màu vàng hết. Hai con này thì đang ngồi trên bờ rào này. Đó, mình tô xong với chú gà con rồi. Yêu quá. Các bà gà hiện tại, gà hiện tại bây giờ trên thị trường là gà, thịt gà đang khá là rẻ. Không đắt lắm, có lợn thì đang đắt thôi. Với cả Việt Nam mình còn đang dịch. Gà mái mình sẽ tô màu vàng đậm hơn một chút nha. Đây, gà mẹ mình sẽ đậm hơn gà con một chút. Mình đi để phần kia mình tô màu. Có bài hát con gà gáy lê thế lê sàng rồi ai ơi, gáy lê thế sàng rồi ai ơi, nắng sáng lên rồi dài lên nước đã sang rồi ai ơi, rừng và đường xanh đã sang rồi ai ơi. Cái bài này cũng hay lắm nhưng mình hát không được hay. Các bạn nào thuộc bài hát này không? Mình thuộc không được kỹ lắm. Cái bài này các bạn thiếu nhi hát rất là giỏi. Đây chỉ còn hai quả trứng ở trên nở này. Như chú gà con kia nó đã nở rồi.
tổ dơ mình để màu nâu nhé. Chắc là lâu ngày này sẽ chuyển sang màu nâu rồi. Tổ dơ mình để màu nâu nha. Đây mình sẽ để màu nâu. Mình sẽ hơi xoay tranh một chút để mình tô nó được dễ dàng hơn. Tô theo cái phần vẽ, chứ tô theo phần này nó sẽ không bị rối. Rồi, vậy là xong ổ rơm. Mình chỉ thích màu hồng, mình sẽ cho phần này dùng con gà màu hồng. Mình tô tiếp phần trên này con gà màu hồng nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển qua tô phần từng sao đi. Cột rào nhé. Đây mình để dịch một chút để mình tô phần này. Cột dao. Hai chú gà này nghịch ngợm quá, đậu nó cả trận đây luôn. Vậy là gần như là xong rồi đấy các bạn ạ. Vậy là tranh của mình đã hoàn thiện nha. Nhìn cũng rất là đẹp đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.